Hết nửa bọc ha, hết bọc không? Còn ớt chút bạn. Ủa gì hương với cái nước mắm không? Có, mọi người nước mắm ngọt. Cái gì nữa? Nước mắm ngọt. Bột ngọt. Người nó bột ngọt thổi. Ừ. Mình căng nó ra ha. Ớt cho nó thấm một chút đi. Đây. Cứa này cho nó thấm đi rồi. Ừ, nó đỡ chơi vậy chứ. Xôm cũng được, lấy cái cây mình xôm. Mình lấy cái, có cái cây kìa mình dứt vô. Okay. Mà mình đã dĩ không? Wow. Nó vừa trái khủng khiếp thiệt. Nhưng than này chín không? Chín gà nó xíu mà. Nước phải lan đó mà. Phải lan nữa hả? Ừ. Rồi, chưa được rồi. Khối chiều. Khối làm chiều. 3 giờ rưỡi á, cỡ 3 giờ rưỡi á. Mình đốt than cho nó cháy xong rồi mình đem ra đây mình nướng. Nắng nó sẹt sẹt qua mấy cái đó, khói nó bốc lên nhìn thấy đẹp. Cái này chỉ đốt ghét, đốt lá. Mình đem ra ngoài. Nóng kịp. Cái này đang mùa khô. Cẩn thận. Thì trong phim cẩn thận củi lửa. Cái nưa gỗ ăn bê. Cá giò cái này. Có cá nào? Hầu giác mưa luôn. Không có gì nướng, nướng phai ăn chơi. Vì chiều nướng phai ăn, tối ra mùng chùm mền lại. Thấy màu tím là biết phai tím. Mỗi con mấy chai bia, 4 chai. Cho chừng cái tay. Cho chừng cái tay nha, xiên sao rút ra. Ok. Cái tay nó. Hả? Nó là cứng rồi. Rồi vậy đó. Khoai lang chín rồi. Mình gà cũng thấm rồi. Mình để lên mình nướng. Chờ đợi thì nướng khoai lang hả? Ừ. Khoai lang nó giờ nó dần chín rồi thì bây giờ nướng gà. Nướng gà. Bị mỏi nó để xuống luôn đi. Để đại luôn luôn chứ cầm. Vậy cầm sao cầm nổi. Mình muốn cầm mà mình có cái đồ gác đó. Có hai bên mình gác á. Giờ lấy cái dĩ ra. Không có cái cây này nó sọt thấu anh kia luôn. Mình nướng mình phải than lớp miếng dầu lên để cho nó đừng có khô. Tha, tha đều hết luôn. Cái phao câu kìa. Ngon không?
có bỏ bỏ tiêu vô không? Không. Không. Có bỏ dầu vô không? Có. Có cay có cay không? Có. Cay ăn không được hả? Rồi xay. Cay thì con không ăn được. Chắc làm hai cái đùi có da kìa. Cái đùi con hút ăn da à. Đừng đừng chế. Rồi chấm nó bẹt đi, chết cha dính cụ khoai lang rồi. Kệ đi, khoai lang chắc dầu mà đang bỏ vỏ mà. Dạ đi, dạ đi. Chế cái đồ để mình gác con gà lên. Cho nó xa lửa một chút. Cho ngon. Okay. Gà gác bếp than dữ dằn không? Khoai thì khoai nằm trên bếp than, còn gà thì gà gác trên bếp than. Anh Hùng nằm trên biển lửa. Ừ, anh Hùng nằm trên biển lửa. Hay quá, nằm giống sáng tác hay quá. Trung mới chế rồi Trung. Anh Hùng nằm trên biển lửa. Cao vậy nó mới ngon em. Nướng từ từ thì nó mới ngon chứ em nướng nó áp quá. Bắt đầu quá chùm cao luôn vậy nè, rồi nó bốc hơi cái ghê. Rồi cho trái canh đi. Xinh xinh đỏ đỏ em nhỏ nó mừng. Trời ơi cái mùi ớt nó bốc lên. Ớt xanh á. Trái xanh là cái mùi thơm đó đó, của trái xanh đó. Thơm quá rồi. Đau quá, đau. Ngồi đây chấm ăn luôn. À, rồi mình bẻ cái cánh để mình chấm luôn. Chấm khoai lang cũng ngon luôn. Hai bả bữa nay mình về đây mình được ăn đồ. Cái vàng, nãy có chế lên miếng mật ong pha với dầu. Vàng khè luôn. Đây là một cái phô câu. Đủ dễ thương với mật ong. Có mật ong cái gì? Mật ong trộn với dầu. Chét lên thơm. À đúng quá. Thử miếng này ngọt không? Gà giường bao ngọt dài ha. Da đó. Ồ, giòn. Thơm không? Giòn, thơm. Ngọt, đúng không? Thèm quá, thèm quá. Wow. Nãy không có nước mắm hơi cũng bị hơi đạt chút trước. Hôm nay chấm ớt vừa. Ừ, cái này chấm là vừa. Chấm là vừa. Thank you.
ngọt. Đó, ok. Rồi, đưa tay. Thôi, lụm mấy ngồi, ở ra ngoài lụm mấy cọng dây âm để lên nữa, thật ngoài. Ăn cũng y vậy nhưng mà 60 ngàn một tiền em mới có. Đời thật là ngon ghê à. Ngon cái đó em nó trước còn được. Gà anh Hùng nằm trên bình lửa giờ có rồi đó Phô. Ừ. Ê, mày cầm hoài mẫu đi tao cầm cho. Trời đất ơi. Cái gì vậy, trời ơi, cái đồ kia. Này để vừa mày một miệng, đưa vừa một miệng mau qua. Nóng quá. Thôi là cắn miếng mày, cắn miếng mày. Thôi. Em cắn miếng, cắn miếng. Ừ, ghê ghê. Dài không? Thiếu mùi. 2 chỗ. Vậy? 20 ngàn chỗ. Đó nè. Nè, mày miếng nè. Người ta chia ra. Sao thua, em không biết thua. Ôi ôi. Nè, chấm miếng muối ớt nè. Mặn, chấm vừa thôi. Mặn. Còn sống rồi. Ê, giòn. Ủa, là da la hết vậy đó. Uống bia. Cô nói đâu vậy? Ngon như nào đâu không? Không có chóc như bữa hộp. Em nướng, chóc mà. Em nướng mà. Chắc cục cục vậy, nướng mỏi. Ủa cái đàn luôn hả? Hoặc là một cái bãi trong, còn cái bãi mà ngay giữa nó thì em nói nha. Lên xe tải ba thiên em cũng dày dẫn lên, nhưng mà được con lắm anh Sơn dưới phần lên. Rồi, vậy cho nó dễ. Tôi nó đúng ra hổm thì bỏ vậy á, thì thấy nó cũng kỳ.